Cha nội này bữa nay đi đâu mà lâu dữ vậy trời, đợi từ sớm giờ. Bộ bữa nay không biết ngày này ngày gì cái gì mà niệm bọng đồ người ta chờ, người ta dọn thẳng hết trơn rồi. Tắm rửa nằm nghiêng gáo nước cho sạch sẽ rồi đó mà đi đâu mà tới giờ này không thấy về, ngộ thiệt chứ. Cái ngày thường đi thì không nói gì, nay là ngày kỷ niệm ngày cưới mà quên hay sao mà thì chưa về nữa. Nay phải bù lại những cái ngày mất mát hư hao mới được. Chồng con gì biết giờ nó vô tâm thấy ghê luôn trời. Tình đi đâu từ sáng giờ không biết là đi theo con nhỏ nào không biết nữa. Đi tới giờ này mà chưa về, biết tao trông ngóng nãy giờ không biết nữa. Gì đâu á mà đi đâu cũng không cho hay nữa, mà lựa cái chăng cái bữa nay mà đi mới chịu nữa. Tình mà đi đâu từ sáng giờ mà cái này mới về trời. Cái gì em? Đi đâu mà từ sáng giờ cái này mới về? Sáng giờ đi lo công việc lu bu quá trời luôn á. Đi công việc gì mà từ sáng giờ tôi điện không được gì hết trơn vậy? Đi đâu cũng không cho hay nữa. Điện thoại hết pin nữa. Cái gì sáng giờ điện thoại nó hết pin. Hồi sáng đi sao không cho hay? Đi làm gì tôi đợi từ hồi sáng tới bây giờ, biết tôi đợi bao lâu chưa? Mấy tiếng đồng hồ rồi. Bữa nay về nó hơi trễ thầy, có sự cố. Nắng quá nắng rồi về chưa ghé vô quán vọng. Nè, niệm tôi cũng vũ niệm xong nè, sắp xếp chỗ ngủ xong nè. Rồi tôi tắm rửa, tôi nằm nghiêng, tôi gáo nước từ sớm giờ mấy tiếng đồng hồ rồi đó, mà tới giờ bây giờ. Nắng quá trời rồi ghé quán dẫn rồi ngủ quên. Nằm nghiêng gáo nước cho nó khô, bây giờ nó ướt nữa rồi đó. Ướt nữa hả? Trời ơi. Cái gì ướt dữ à? Bà chưa ướt, tôi ướt trước rồi nè. Cái gì? Không biết bữa nay là ngày gì không? Ngày gì á? Bữa nay ngày gì? Không biết bữa nay ngày gì luôn. Hôm nay ngày hôm qua 18, bữa nay 19. What? What the fuck? Đúng không? Tôi giọng vô con mắt ông bây giờ nè. Ngày hôm qua 18, nay 19. Bữa nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của tôi với ông. Ủa? Kỷ niệm ngày cưới. Ai? Rồi bữa nay kỷ niệm ngày cưới tính làm sao? Chết cha rồi, anh quên rồi. Quên mua quà rồi. Sao sáng em không nhắc? Thôi giờ lỡ quên mua quà thì mình bồi thường cái khác đi. Bồi thường cái khác hả? Ừ. Không có quà rồi sao được? Thổi cần quà, bồi thường cái khác nữa, mua quà sao cũng được. Mua quà sao hả? Ừ, gì cũng được ha. Ừ. Mà quên nữa, mà bồi thường cái khác là cái gì? Vô trong đi biết. Rồi, mày xong rồi. Nè, vô đó hả? Niệm em đã ủi sẵn cho nó lén rồi. Mền em đã trải sẵn luôn. Chỉ còn thiếu mỗi anh mà thôi. Có biết giờ này mấy giờ không? Mấy giờ mấy đi? Bà giờ chịu rồi. 3-4 giờ gì bi nhiêu thì bi. Mà bây giờ tôi đã xong sẵn hết rồi. Chỉ được. Còn mỗi anh thôi. Được. 3-4. Không có được cái gì mà không được. Đi. 3-4 giờ chịu rồi. Không có được, cái gì. Không có được. Không có được. Đi. Đi mới được. Đi mới được. Không có gì mà thôi. Đi. Ê, đi đâu vậy? Ê, không đi đâu. Ơi. Ơi. Đâu đi đâu? Trời ơi. Mày tụi xuống đây cho tôi. Tụi xuống đây. Thôi anh cắt lại đi. Cắt cái gì mà khác hả? Không gà biết ông bỏ mấy cử chưa? Thôi anh cắt lại đi. Không gà là ông bỏ 3-4 ngày rồi. Tôi chưa nói ông bữa nay ngày. Bữa nay là kỷ niệm ngày cưới mà ông bỏ ông đi lên chở năm rồi. Tụi xuống, ông ngắm ông trốn khỏi tôi không? Vậy chứ bà đội nhiều.
Thì hổm gài đó, hổm gài là ông thiếu bao nhiêu? 4 hôm. 4 hôm hả? 4 hôm, bữa nay là kỷ niệm ngày cưới là mình nhân đôi lên. Là 5 hôm hả? Ông biết tính nhân không? Biết tính nhân không? Thất mẹ. Ôi, thôi thôi em ơi, em ơi. 4 nhân 4 nhiêu ta? Than đi. Không biết 4 nhân 4 nhiêu nó tính giùm mày. Ông xuống không? Thôi mà. Ông không xuống ha, ông đừng có trách tôi nha. Không mà em, thầy uống gì đâu mà. Sao gì vậy? Ây da. Trời 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 trời. Là lạch gì á? Thầy uống. Lạch gì á? Xuống không? Xuống không? Được xuống liền. Ôi. Được xuống đây. Làm cái gì vậy? Được xuống liền cho tôi. Cái gì vậy? Được xuống. Đi vô. Rồi vô luôn hả? Vô. Trời ơi trời. Rồi giờ này luôn hả? Đi vô giờ này luôn. Giờ này luôn. Trời ơi. Trời ơi. Giờ này luôn hả? Làm dữ vậy? Ông nằm im xuống đây. Từ 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 chứ, bây giờ ông nằm im xuống đây. Ông bây giờ ông không làm không? Tôi tự làm. Tôi tự làm. Ôi ông nè, đây cái quần lên tôi tụt quá. Tôi tụt cái này luôn, tôi tụt rồi. Để tôi tự xử. Đây. Ơi. Ai gọi ông đi đâu nữa? Mày đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Tôi mới trả bài rồi. Trả bài bao nhiêu nó chưa có đủ. Mới trả bài rồi. Trả bài chưa có đủ nè, ông biết nè. Cái gì? 4 ngày. 4 ngày. Nhân cho 4 là bao nhiêu? 4 x 4 bằng 15. Ô lộn. 16. 4 x 4 16 mà ông mới có 1 hiệp à. Mà ông nói ông nghĩ là nghĩ làm sao? Bà nghĩ coi. Tôi còn sức lực nữa sao mà giờ này còn, tướng ông mày lớn mà la không còn sức lực hả? Trời ơi trời. Cái này tôi như là mà đây mà bóc lột sức lao động của tôi rồi. Rồi. Mày xong rồi. Ông sức lao động gì vậy? Ông đi từ sáng giờ nè, để tôi ở nhà tôi nằm đợi nè. Mấy tiếng đồng hồ tôi chưa tính với ông đó. Mới hết 1 giây. Giờ này tôi đi hết nổi rồi, cái giờ tôi gung quá trời. Ông cứ nằm êm đi. Ông cứ nằm êm đi để tôi làm việc. Đây. Cái gì? Đây. Cái gì đó? Đi. Ôi chạy. Ôi. Nằm êm. Đi à. Đi vô. Đi vô. Ông chống cự cần nào. Vô. Ôi ơi. Vô. Hết 1 quả rồi. Hết gì? Để tôi làm cho. Hết 1 quả. Ông nằm êm đi. Đó hả? Để tôi. Chết chứ này, chết ông với tôi. Ê ơi trời. Qua tự xử luôn. Chết tôi rồi. Ông đi đâu hả? Ông đi đâu? Hết rồi. Hết nổi gì tôi cái gì đâu mà ông hết đây. Còn 3 quả khắc lại. Khắc lại đi. Hết hôm trả. Thì hết nổi rồi. Ông hên ông đó là giờ tôi mệt rồi đó. Trời trời ông nghe, mơ mốt không có vụ mà bỏ đi, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ tôi nữa nghe không? Bỏ trống, bỏ máy nữa nghe. Rồi em xin mến chào cả nhà. Thì hiện tại bên em bán các mặt hàng như sau nha. Đây là khô cá lóc 260 ngàn một ký. Và đây là khô bò 120 ngàn một hũ. Đây là hạt mít cao 130 ngàn một hũ. Khô mực xé sợi hấp nước dừa 120 ngàn một hũ. Khô gà 100 ngàn một hũ. Sugo cải thiện cho bé biếng ăn lười ăn 450 ngàn một chai. Kem body 290 ngàn một hũ. Combo chị nấm 100 ngàn một combo. Và nước sợ vải 100 ngàn một chai. Đó, thì cả nhà mình có yêu mến tem em cũng như là yêu mến em thì ủng hộ mua hàng giúp em với số điện thoại nằm bên trên nha cả nhà. Bây giờ em xin mến chào cả nhà nha.